Chị biết hả chị Năm? Cô biết không, hồi năm ngoái ông ngồi nói chuyện với tôi. Ông than buồn, ông nhớ quê hương, nhớ họ hàng xứ sở, nhớ má mồ xíu là bao năm, nên ông muốn về thăm. Tôi khuyên ông về cho quay lòng hóa giang, rồi ông mới đi về tuốt dưới này, ở gần nửa tháng mới trở về. Ông nói rằng đã cất nhà ở dưới sông xuôi, phải thu xếp để hồi hương. Cô biết không, mình là phẫn đàn bà, hễ phu xứ thì phụ tùy. Nhưng tôi cũng cằn nhằn sao ông không bạc lại, cái tánh độc tài vẫn giữ nguyên. Tánh ảnh xưa nay hễ nói là làm, ai cản cũng không lai. Bởi vậy nên hồi đó dài em nửa chừng rồi khăn gói ra đi, em đổ lệ chia. Gặp lại, nay gặp lại nhau em quá vui mừng. Năm ngoái lúc ông về đây cất nhà, ông nói gặp người quen mới biết tin là cô Tám, má của cô. Bà mất đã lâu mà không biết năm nào, ông buồn khi nhận được tin này. Ông thở dài không biết bây giờ cô Siêu là được hạnh phúc bên chồng hay chịu lòng đông.